Chào cả nhà trở lại. Đã là con người, ai cũng mong cầu được phước tránh họa. Phước là những sự vật thuận duyên với ta, họa là những sự vật nghịch duyên tâm ta. Giả dụ khát nước có ly nước là có được phước, đang buồn có chuyện vui là được phước. Những việc ta đang mong muốn có ngay lúc ta cần là có phước. Một người đang bệnh, chữa lâu không khỏi, gặp được bác sĩ tốt chữa được căn bệnh, bèn cảm ơn và nói: ai gặp được bác sĩ thật là có phước. Hay là hai người bạn nói chuyện với nhau, cô A bảo: bà có được con dâu tốt thật là có phước. Phước làm cho ta vui, nhưng hãy cẩn thận, vì trong phước ẩn tàng họa, trong họa lại có phước. Được phước khiến tâm ta an vui, cái vui là cái hoại của khổ. Vui còn thì khổ chưa tới, vui đi khổ lại đến, phiền não vây quanh. Cái phiền não lớn nhất của con người là sợ được, sợ mất. Phiền não vì ái dục và sắc dục, vì tình cảm và vật chất của thế gian. Khi tâm còn sợ được sợ mất, mãi chẳng thoát ra khỏi phiền não. Học Phật để nhận ra chân tướng của vũ trụ. Chân tướng ấy là gì? Là tâm không còn dính mắc vào được mất, bồ đề hiển tiền, vì phiền não tức bồ đề. Chư vị đừng sợ phiền não, càng sợ phiền não là khi đang ở trong một vấn đề chưa thể thoát ra. Chúng là một trạng thái do bảy thức đánh lừa, bảy cái biết hư dối trong chính chúng ta. Hay là sư ông Thích Nhất Hạnh chỉ dạy: hạnh phúc và khổ đau ví như hai mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Hay nói phiền não tức bồ đề, bồ đề là tâm giác ngộ an vui tự tại. Một người khởi nghiệp thành công vui mừng khôn tả, đến khi kinh tế suy thoái, tài sản mất hết. Đây là cái khổ vì danh lợi, là cái khổ của sắc dục. Thế gian Pháp cho rằng con người sẽ vui sướng khi có được danh lợi. Từ khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ dạy rằng phải học thật giỏi, lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền mới có tương lai. Đến lúc trưởng thành, chọn vợ gả chồng tốt, có nhà cửa xe cộ tài sản, sanh con đẻ cái, phải có đủ trai lẫn gái, nuôi dạy chúng nên người, biết hiếu dưỡng phụ mẫu. Rồi mai sau đến khi về già, an nhàn nhìn con cháu phát đạt. Đó tất thảy là cái hạnh phúc vui sướng, là thế gian Pháp cho là thật. Nhưng tiếc thay, xã hội ngày nay dạy trẻ học cạnh tranh hơn học làm người. Khi trưởng thành, phải đấu tranh vì danh lợi, chẳng may mệnh kém phước vì tình cảm, khổ đau vì tình cảm. Khi lập gia đình lại tiếp tục gồng mình làm tròn bổn phận. Không có con thì phiền não mong được con, có con rồi ngày đêm hao tổn tâm thân lo cho con. Con lớn lên không vâng lời, bất hiếu, não hại cha mẹ, lại rơi vào cảnh đau khổ không chịu được. Cố mãi vẫn không hạnh phúc, không hạnh phúc trong chính tâm thân này. Đây là cái khổ của ái dục. Chư vị có tự hỏi ta đến với thế gian này vì điều gì? Hưởng phước hay trả nợ? Được khen 10 câu, vui một chút, nghe mắng một câu, giận chết đi được. Tâm quá dễ bị lay động bởi ngoại cảnh. Chúng ta đến với thế gian này vì điều gì? Phải chăng con người đến với thế gian này 9 phần khổ, 1 phần vui? Ngày ăn 3 bữa, thiếu một bữa đói khổ không chịu được. Mới có chút tiền, để dành chút tiền mà lại hao tiền mất tiền, buồn bực không chịu được. Con cái nuôi chúng lớn khôn, giờ chúng cãi tay đôi với mình, giận không chịu được. Cái thân ngủ ấm nóng lạnh này mới hôm qua khỏe mạnh, nay sinh bệnh, mệt không chịu được. Không có ai thấu hiểu để chia sẻ nỗi lòng ta. Có những nỗi khổ nạn phải ráng một mình vượt qua, tâm thân dày vò, khổ chết đi cho xong. Đây là những cái khổ của tâm, cái khổ nhất của mọi loại khổ. Con người vẫn mãi đặt câu hỏi, làm sao hết khổ được vui, vì sao người vui mà ta lại khổ? Con người không ngừng nghĩ đến hôm qua và ngày mai, nghĩ đến được và mất, mà quên đi hiện tại.
Một câu chuyện trong thiền, một thương buôn lên núi đảnh lễ Phật. Khi xuống ngọn núi về nhà, thấy một cây to dừng chân chợp mắt. Một lúc sau tỉnh dậy, tiếp tục hành trình thì ông hoảng hốt vì phía trên là một con hổ rất to. Phía dưới cũng là một con hổ. Ông sợ hãi, lên không được mà đi xuống cũng chẳng xong. Trời đã gần tối, đường về còn rất xa. Trong lúc tâm trí ông lo sợ về hai con hổ, không biết rằng ngay tại nơi ấy, trên cành cây đang có những trái chín mọng thơm ngon. Dù hai con hổ chẳng màng đến ông. Chúng ta là người thương buôn ấy. Hai con hổ đại biểu cho hôm qua và ngày mai. Chúng ta mãi luyến tiếc về quá khứ, mãi lo nghĩ về tương lai mà quên đi thực tại, không màng đến những người và sự vật hiện hữu bên ta, những người đang trân quý ta, ngẫm nghĩ lại thật đáng thương. Vậy làm thế nào thoát khỏi vai diễn của người đau khổ phiền não? Chính là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thế nào là không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Một cô gái vừa mua một chiếc áo đẹp, chụp hình gửi đứa bạn, bạn bảo rất hợp với bà. Thế là vui ra mặt. Hôm sau thức dậy đi làm, mặc ngay chiếc áo vừa mới mua. Hỏi anh chồng, anh thấy em mặc đồ này ra sao? Anh chồng vốn kiệm lời hoa mỹ, bèn đáp, nhìn cũng được. Thế là cô không vui. Đến công ty gặp đứa bạn hôm qua khoe áo. Đứa bạn bảo, trên hình nhìn đẹp mà sao ở ngoài nhìn xấu thế. Cô ấy tự ái nổi lên, cố nén cơn tức trong lòng và cười gượng cho qua. Thế gian pháp là thế. Khi người khen đẹp, cô vui. Khi người chê xấu, cô buồn. Cảm xúc của cô quá dễ bị lôi kéo lên sàn diễn, không tự làm chủ được mình. Ranh giới giữa phiền não và hạnh phúc của cô gái rất mong manh, không do cô quyết định. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, sẽ không để tâm vào lời khen chê. Tâm ta không dính mắc vào cảnh vật, niềm an vui không đến từ bên ngoài, thế là thoát khổ. Lại nữa, thế nào là 8 cái khổ? Con người trên thế gian này chịu 8 loại khổ. Sanh già bệnh chết là khổ không một ai tránh khỏi. Cầu không được là khổ, yêu thương chia ly là khổ, ghét mà phải gặp là khổ, ngủ ấm quá thịnh hay quá suy là khổ. Đức Phật đã chỉ bày trong rất nhiều bộ kinh về 8 cái khổ. Con người luôn phải chịu sự dày vò bởi 8 cái khổ này. Đây là sự thật. Người biết mượn 8 cái khổ giả để tu thật, vãng sanh thì không còn khổ nữa. Nên nói phiền não tức bồ đề. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, tâm an vui tự tại. Khi phiền não qua đi, an vui lại đến. Vì cái vui là sự hoại của cái khổ, hết khổ lại được vui. Vấn đề không phải ở câu hỏi làm sao hết khổ, vì cái khổ nó luôn hiện hữu. Có thân là có khổ, có thọ tưởng hành thức là có khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, là 4 sự thật về khổ. Yêu thương xa lìa là khổ, oán ghét mà gặp là khổ, mong cầu không được như ý là khổ, thân ngủ ấm quá thịnh quá suy là khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta muốn lìa khổ, dùng tâm thanh tịnh để nhận biết sự vật. Thế nào là tâm thanh tịnh? Chấp nhận và hòa hợp với sự vật. Hay nói biết đủ là vui. Vì thế chúng ta không cần trốn tránh cái khổ. Cái khổ có muôn hình vạn tướng, không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Nhưng có một điểm chung của cái khổ tâm là tâm của ta mê mờ, tâm ta không chấp nhận, và tâm ta luôn chống đối với nghịch duyên. Khi đang đau khổ, đừng chống đối nỗi khổ. Chỉ cần chư vị chuyển tâm qua cầu A-di-đà Phật. Mỗi khi tâm khởi phiền não, chỉ cần cầu A-di-đà Phật, chuyển tâm nhớ nghĩ A-di-đà Phật. Hãy niệm ông Phật của chính mình, dần dần phiền não không hiện diện nơi tâm. Ngược lại, mỗi khi phiền não khởi, vẫn cố chống chọi, vẫn ôm chặt phiền não trong tâm, thì còn trách ai cho được.
A-di-đà Phật có thể đại biểu cho một vị Phật, là Phật của muôn Phật. A-di-đà Phật là thọ mạng vô lượng, là vô lượng quang giác ngộ vô lượng. A-di-đà Phật còn đại biểu cho năng lượng từ vũ trụ bao la. Niệm A-di-đà Phật, phiền não không còn nữa, phiền não dứt sạch, bồ đề hiện tiền, hết khổ được vui, vận khí xoay chuyển. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.